Xin chào tất cả các bạn. Trong buổi học hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách thức xác định điểm mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu. Một cách tổng quát tức là chúng ta sẽ có một hệ điện tích từ Q1, Q2 đến Qn có n điện tích. Và các điện tích này gây ra tại một điểm M. Ví dụ như chúng ta xét một điểm M. Những điện tích Q1 gây ra tại M một vector cường độ điện trường là E1. Điện tích Q2 gây ra tại M vector cường độ điện trường là E2. Và đến điện tích Qn gây ra tại M vector cường độ điện trường là En. Đương nhiên là chúng ta sẽ có cường độ điện trường tổng hợp tại M là M bằng E1 cộng E2 cộng đến N. Bài toán liên quan tới điện trường triệt tiêu có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải xác định được vị trí của điểm M này. Vị trí của điểm M. Sao cho gì? Sao cho cường độ điện trường tổng hợp tại M bằng 0, E1 cộng E2, điểm thỏa mãn. Tổng các vector cường độ điện trường do từng điện tích gây ra tại M bằng 0 thì người ta gọi là cường độ điện trường tại M triệt tiêu. Đấy là tổng quát, một cách tổng quát. Thế nhưng trong thực tế thì chúng ta thường gặp bài toán hai điện tích hoặc là ba điện tích. Cho nên bây giờ thầy sẽ xét một số cái tình huống hay gặp. Đấy là trường hợp có hai điện tích. Hai điện tích này là Q1 và Q2. Q1 thầy xét đặt tại A. Q2 đặt tại B. Trường hợp chỉ có hai điện tích, một trường hợp rất hay gặp. Chúng ta vẫn gọi M là điểm mà cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu. Trong trường hợp có hai điện tích thì chúng ta chỉ cần viết là gì? Tình huống này chúng ta có E1 cộng E2 bằng 0. Đấy, điểm M của chúng ta thỏa mãn là vector cường độ điện trường tổng hợp do Q1, Q2 gây ra bằng 0. Tức là E1 cộng E2 bằng 0. Thế thì về mặt toán học, từ E1 cộng E2 bằng 0, chúng ta suy ra được cái gì? Hai vector này đầu tiên là nó phải cùng phương, ngược gì? Ngược chiều. Tổng của hai vector bằng 0 thì điều kiện cần là hai vector cùng phương ngược chiều. Và điều kiện đủ thêm đấy là độ lớn phải bằng nhau, tức là E1 bằng E2. Như vậy là xuất phát từ điều kiện toán học này, cộng với quy luật tương tác theo định luật Coulomb, tức là hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra. Với điện tích dương thì vector cường độ điện trường dương nha, thầy nhắc lại này, điện tích dương thì vector cường độ điện trường do điện tích gây ra tại điểm M sẽ hướng ra xa điện tích, đây là Q lớn 0. Thì nhắc lại một chút. Đây, M điểm M. Còn tình huống thứ hai tức là nếu như điện tích của chúng ta bén 0 thì vector cường độ điện trường do điện tích gây ra tại M lại hướng về điện tích. Đây là M trong trường hợp M là Q nhỏ hơn 0. Thế thì các bạn chú ý rằng là phương của các vector cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm thì nó trùng với đường nối điện tích và điểm đang xét. Căn cứ vào cả các cái dự kiện này thì chúng ta sẽ xác định được vị trí của điểm M trong trường hợp có hai điện tích. Cụ thể ở đây là thầy đã thống kê cho các bạn và có thể là cuối buổi thầy sẽ giải thích cho các bạn rõ ràng hơn về mặt bản chất. Còn bây giờ chúng ta áp dụng để chúng ta giải quyết một số bài toán. Tình huống thứ nhất đó là gì? Hai điện tích cùng dấu. Tình huống thứ nhất là hai điện tích cùng dấu. Cùng dấu ở đây có nghĩa là gì? Q1 âm thì Q2 cũng phải gì? Âm. Q1 dương thì Q2 cũng phải gì? Dương. Hay nói cách khác là viết về mặt toán học thì chúng ta sẽ có Q1 nhân Q2 lớn hơn gì? Lớn 0, đúng không? Q1 nhân Q2 lớn 0. Với tình huống số 1, hai điện tích cùng dấu thì M phải thuộc đoạn AB. Các bạn chú ý đây là kết quả nhé. Trong trường hợp hai điện tích cùng dấu
Thì điểm M tại đó cường độ điện trường triệt tiêu thì M phải thuộc đoạn AB. Đấy, M thuộc đoạn AB. Đấy, có thể biểu diễn cho các bạn nhìn này, thuộc đoạn AB. Đây là điện tích Q1. Đây là điện tích Q2. Đương nhiên đây là A, đây là B. Không cần biết dấu cụ thể của AB, chỉ cần biết là AB cùng gì thôi, cùng dấu, đúng không? Thì M thuộc đoạn AB, đây, vị trí của M. Nhớ, các bạn nhớ cho thầy là không phải nó là trung điểm nữa nhé, tùy tình huống. Chỉ khẳng định được rằng nó thuộc gì? Thuộc đoạn AB thôi. Khẳng định nó thuộc đoạn AB thôi. Đấy. Thế thì khi mà nó thuộc đoạn AB rồi thì ký hiệu khoảng cách từ M tới Q1 là R1, M tới Q2 là R2. Đấy. Chúng ta sẽ được kết quả là R1 cộng R2 bằng AB. R1 cộng R2 bằng AB. Và đương nhiên từ điều kiện E1 bằng E2 thì chúng ta sẽ suy ra được R2 bình trên R1 bình bằng Q chỉ đối Q2 trên Q1. Đấy. Như vậy là chúng ta chỉ cần giải cái hệ gì? Với tình huống thứ nhất cùng dấu thì chúng ta chỉ cần giải cái hệ là R1 cộng R2 bằng AB và R2 bình trên R1 bình bằng gì? Chỉ đối Q2 trên Q gì? Q1, để biết gộp lại chỉ đối Q2 trên Q1. Từ đây là chúng ta sẽ suy ra được R1, R gì? R2 có nghĩa là suy ra được vị trí của gì? Của M. Đấy. Các bạn nhớ cho thầy như thế thôi. Tình huống hai điện tích cùng dấu thì nó thuộc đoạn AB. Tình huống số 2. Tình huống số 2 tức là hai điện tích trái gì? Trái dấu. Nghĩa là Q1 âm thì Q2 phải gì? Dương. Còn Q2 âm thì Q1 lại dương. Hai điện tích trái dấu, tích nhỏ hơn hơn không. Với tình huống hai điện tích trái dấu thì kết quả mà chúng ta căn cứ vào cái điều kiện toán học này chúng ta suy ra được đấy. Đấy là M phải thuộc đường. Các bạn chú ý nhé, đây là đường chứ không phải là đoạn. Đoạn cái này trong cái đoạn AB này rồi. Thuộc đường AB này, ngoài đoạn AB, này, ngoài đoạn AB và gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Này, nó gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Hãy nhắc lại một lần nữa là trong trường hợp hai điện tích trái dấu thì chúng ta có M cũng thuộc đường AB nhưng mà nó nằm ngoài đoạn AB, gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Tại sao nó gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn? Vì chúng ta có cái điều kiện E1 bằng E2. Còn cái mà nó nằm ngoài trên đường thì là xuất phát từ điều kiện E1 cùng phương ngược chiều với E2. Thầy mô tả luôn và nó có hai cái tình huống nhỏ. Đây chúng ta có chỉ đối Q1 lớn Q2. Chỉ đối Q1 lớn Q2 thì đương nhiên là nó phải gần gì nhỉ? Gần Q gì hơn? Q1 hơn. Đúng không? Gần Q1 hơn có nghĩa là R1 lớn hơn R2. À R1 gần Q2 hơn, thầy xin lỗi, gần Q2 hơn. Bởi vì Q2 là điện tích có độ lớn nhỏ hơn thì nó sẽ có là R1 lớn R2. Và thầy có thể vẽ cái tình huống này như này. Đây là A đúng không? Q1. Đây là B. Q gì? Q2. Thì điểm M nó phải thuộc nằm đây, gần Q2 hơn, nằm ngoài. Ngoài đoạn này. Nhưng mà lại gần Q2 hơn. Được chưa? Thế bây giờ người ta sẽ ký hiệu cái đoạn này chính là R gì? R1. Đương nhiên đoạn này là R2. Thì chúng ta sẽ được cái phương trình thứ nhất cũng giải hệ thôi. Phương trình thứ nhất chính là R1, R1 lớn hơn đúng không? Trừ đi R2. R1 trừ đi R2 thì bằng A gì? AB. Và điều kiện thứ hai về mặt độ lớn E1 bằng E2 thì chúng ta cũng suy ra được cái phương trình không đổi này, tức là R2 bình trên R1 bình sẽ bằng trị đối Q2 trên Q1. Đấy. Nếu như các bạn mà lập tỷ số R1 bình trên R2 bình thì nó lại là chỉ đối Q1 trên Q2. Cái này thì lập đơn giản từ cái phương trình này thôi, đúng không?
Cái trường hợp nhỏ thứ hai, trường hợp nhỏ thứ hai là quy 1 có độ lớn nhỏ hơn quy 2 thì đương nhiên trường hợp này nó lại gần gì hơn nhỉ? Gần thằng nhỏ hơn, tức là gần quy 1 hơn, nằm ngoài và gần quy 1 hơn. Thì thầy lại cũng có thể biểu diễn nó như sau. Đây là chúng ta có A này, A đây là vị trí đặt quy 1 đi đúng không? B vị trí đặt quy gì? Quy 2. Nó nằm ngoài và gần. Gần tức là nó phải nằm phía đây. Đây chúng ta có điểm M. Và đây chúng ta có khoảng cách đây là R1. Và từ đây đến đây là R2. Như vậy trong tình huống này thì chúng ta lại có hệ phương trình sẽ là R2 trừ R1 bằng AB. Đúng không? Và đương nhiên vẫn là R2 bình trên R1 bình sẽ bằng trị đối Q2 trên Q1. Giải hệ này thì chúng ta cũng suy ra được R1, R2, suy ra được vị trí của gì? Vị trí của M. Tóm lại là gì? Cái việc mà Q1 lớn Q2 hay Q2 lớn hơn 1 nó cho chúng ta cái phương trình là R1 trừ R2 hay là R2 trừ R1 thôi đúng không? Còn về cơ bản và các bạn phải nhớ cho thầy là M nằm trên đường AB ngoài đoạn AB và gần diện tích có độ lớn nhỏ hơn. Đấy là hai cái tình huống cùng dấu, trái dấu giúp chúng ta giải quyết các bài toán tìm cường độ điện trường triệt tiêu khi có hai điện tích. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào các tình huống cụ thể. Bài số 1. Bài số 1 là chúng ta có hai điện tích Q1 bằng 3 x 10 mũ trừ 8C, Q2 bằng trừ 4 x 10 mũ trừ 8C lần lượt được đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong chân không. Điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0 là như thế nào? Tức ở đây chúng ta hỏi cái điểm M nó được xác định như thế nào, đúng không? Hỏi cách xác định M. Đấy, thì ở đây có một loạt câu trả lời dưới dạng hình thức trắc nghiệm. Nhưng mà về mặt yêu cầu của bài toán, tức là yêu cầu chúng ta xác định vị trí của điểm M tại đó cường độ điện trường bằng 0. Thế tình huống này chính là tình huống hai điện tích gì? Hai điện thấy hướng dẫn luôn này, hai điện tích gì? Hai điện tích Q1 dương, Q2 âm, tức là hai điện tích trái gì? Trái dấu này. Rồi sau đó là chúng ta có Q1, chỉ đối Q1 bé hơn Q gì? Chỉ đối Q2, tức là độ lớn của điện tích 2 lớn hơn điện tích, độ lớn điện tích thứ nhất. Thì theo hai cái tình huống mà chúng ta phân biệt ở trên thì chúng ta suy ra được cái gì? Suy ra ngay được rằng M ở đây là gì? M phải như nào? Điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0. Thì điểm M cường độ điện trường bằng 0 thì M phải thuộc đường gì? Đường AB này. Rồi sau đó là gì? Gần thằng nào hơn? Gần Q1 hơn này. Ngoài đoạn gì? Ngoài đoạn AB. Đúng không? Ngoài đoạn. Đấy. Ngoài đoạn AB. Và theo trên thì chúng ta sẽ được một cái hệ đây, M đây, điểm M thỏa mãn đây. Các bạn chú ý rằng là tại sao chúng ta loại được, vì ở đây thầy vẽ lại cho các bạn này. Nếu như mà chúng ta giả tưởng cái điểm mà thỏa mãn bài toán nó nằm trong đoạn AB thì hai vector cường độ điện trường cùng chiều, như vậy tổng không thể bằng 0 được đúng không? Cùng chiều thì không thể bằng 0 được. Và nếu như nó nằm ngoài nhưng mà gần điện tích lớn hơn thì hai cái độ lớn lại không thể bằng nhau được. Cái này tức là vi phạm gì? Vi phạm E1 bằng E2 về mặt độ lớn. Còn cái chỗ này là vi phạm chiều. Vi phạm chiều, đúng không? Như vậy thầy không nhắc nữa mà bây giờ chúng ta áp dụng luôn. Đây, đây chính là R1. Đây là Q1, đúng không? Q1. Còn đây là R2. R2 đấy. Ra đến M. R2. Thì chúng ta sẽ giải hệ được cái hệ là gì?
R2 trường hợp này là R2 trừ R1 chính là bằng AB là bằng mấy rồi? 10 cm. Đấy. Và tiếp theo là chúng ta có R2 bình trên R1 bình, trong trường hợp này bằng trị đối Q2 trên Q1. Và đương nhiên Q2 trên Q1 thì nó trị đối thì nó sẽ bằng 4 phần mấy nhỉ? 4 phần 3. 4 phần 3. Thế thì giải cái hệ này ra, lắp vào thôi, đúng không? Các bạn có thể dùng máy giải quyết nhanh này. Ở đây chúng ta suy ra được cái gì? R2 trước đúng không? Ta tìm R2 đi. R2 bình này trên R1, R1 thì chúng ta lắp bằng R2 trừ 10 này. Trừ 10. Đúng không? Bình phương nó sẽ bằng 4 phần 3. Và từ đây bấm máy tính thì chúng ta sẽ suy ra được R2. R2 của chúng ta kết quả là nó sẽ bằng 60 mấy nhỉ? Gần A hơn này, và cách A 64 thì R2 là nó sẽ bằng 74 này, phẩy 64 cm R2 nhé. Có nghĩa là sẽ cách A mấy? Suy ra R1, R1 sẽ bằng 64,64 cm. Đấy, R1 64,64. Như vậy là chúng ta xác định được vị trí của điểm M đúng không? Nằm trên đường thẳng AB này. Ngoài đoạn AB, gần A và cách A 64,64 cm. Đáp án là gì? D. Đáp án D. Đấy. Tóm lại là nếu như các bạn giải quyết nhanh thì chúng ta chỉ căn cứ vào cái hệ này thôi. Còn ở đây thầy đang diễn giải cho các bạn hiểu hơn một chút về hai cái tình huống trên này, đúng không? Bây giờ đến chúng ta giải quyết đến bài số 2. Ví dụ số 2. Hai điện tích điểm Q1 bằng -9 microC, Q2 bằng 4 microC lần lượt đặt tại A và B cách nhau 20 cm. Tìm vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng 0, đúng không? Trong trường hợp này là hai điện tích trái gì? Vẫn là trái gì nhỉ? Trái dấu đúng không? Hai điện tích trái dấu này. Tình huống hai điện tích trái dấu này. Và chúng ta vẫn có cái gì? Thằng nào lớn hơn nhỉ? Trị đối Q1 lớn hơn trị đối Q2 đúng không? Độ lớn của Q1 lớn Q2. Thì từ đây chúng ta suy ra được M thuộc đường AB này. Đúng không? Ngoài A gì? Ngoài đoạn AB này. Đúng không? Rồi làm sao gần thằng nào hơn? Gần Q1 hơn. Gần Q2, thầy xin lỗi, là gần Q2 hơn. Đấy. Bởi vì Q2 của chúng ta bé hơn Q1. Được chưa? Và thầy mô tả luôn cho các bạn bằng hình vẽ này. Đây là chúng ta có A. Đây là B. Đây sẽ là Q Q1. Q gì? Q2 đúng không? Đây là điểm, sẽ là điểm M này. Đấy. Điểm M. Và đương nhiên rằng từ chỗ này đến chỗ này chúng ta ký hiệu là R gì rồi? R2. Còn từ bên này sang bên này là R gì? R1. Tình huống này thì chúng ta lại được cái hệ là gì rồi? R2 à, R1 trừ R2 bằng AB, tức là bao nhiêu rồi? Y nhập 20 cm này. Đúng chưa? 20. Rồi cái phương trình bất di bất dịch tiếp nữa là R2 bình này trên R1 bình chính là bằng chỉ đối Q2 trên Q gì? Q1 đúng không? Chỉ đối Q2 trên Q1. Q2 trên Q1 trong trường hợp này chỉ đối Q2 trên Q1 là bằng 4 phần gì nhỉ? 4 phần 9, tức là bằng 2 phần mấy? 2 phần 3, chúng ta không cần đổi đơn vị đâu, tỷ số đúng không? Đấy. Như vậy là bám vào cái hệ này chúng ta suy ra M thôi. Nào các bạn suy ra M nào. Ở đây chúng ta có thể lắp
Tìm cái thằng nào đấy nhỉ? Rồi. M nằm gần. Như vậy chúng ta tìm R2 đi, tìm R2 đi, kết luận tìm R2 cả R2 R1 luôn nhá. Đó là chúng ta sẽ có R2 thì thay bằng R1 trừ 2 thì 20 này, R2 bằng R1 trừ 20 bình phương này trên R1 bình phương này sẽ bằng 2 phần mấy? 2 phần 3. Đúng không? 2 phần 3. Thế thì dùng cái này, chúng ta dùng máy tính đi. Bấm máy tính. Bấm cho thầy xem kết quả bằng bao nhiêu. Suy ra R1. Như vậy R1 bằng mấy? 60 đúng không? R1 bằng 60 cm. Thì suy ra được R2 sẽ bằng 40 cm. Đấy. R2 sẽ bằng 40, 60, 40. À, và căn cứ vào các đáp án ABCD này chúng ta sẽ chọn được đáp án nào. Như vậy M nằm trên đường thẳng AB này, đương nhiên rồi. Ngoài AB và gần B. Cách B là gì? Ngoài đây nha, ngoài AB này. Ngoài AB. Và cách B 40 cm, đáp số chính là B. M nằm trên đường thẳng AB. Ngoài đoạn AB cách B 40 cm nha, ngoài đoạn, các bạn chú ý đây này. Ngoài đoạn rồi thầy. Đấy là bài toán số 2. Quan trọng nhất là chúng ta nhớ được hai tình huống thì giải quyết nó nhanh đúng không nhỉ? Chúng ta sang tiếp tục sang bài toán số 3. À, trường hợp này chính là hai điện tích cùng gì? Cùng dấu. Hai điện tích cùng dấu thì thầy nhắc lại nó thuộc cái tình huống thứ nhất đúng không? Thì M phải như nào? À đây là C, người ta gọi là C. C này phải thuộc đoạn đường này. AB là đầu tiên này, đúng không? Trong đoạn gì luôn? Biết thì viết gọn luôn là thuộc đoạn luôn. Trong đoạn A gì? AB. Đơn giản là vì Q1 và Q2 cùng gì? Cùng dấu, hai thằng cùng dấu. Đấy, C thuộc đường AB trong đoạn AB. Đấy, C thuộc đoạn AB cho nó nhanh nhé. C thuộc đoạn AB. Và khi mà C thuộc đoạn AB rồi thì chúng ta cùng vẽ hình thôi nhỉ. Đây là thầy vẽ mô tả cho các bạn dễ hình dung thôi. Chứ còn chúng ta có cái kết luận bên kia rồi. Đây là Q1 này, Q2 này. Đây là điểm M thì đây là R1, đây là R gì? R2. Và đương nhiên là chúng ta có cái hệ là R1 cộng R2 chính là bằng AB. Trong trường hợp này AB của chúng ta đề bài cho chính là bằng 100 cm. Đúng không? 100. Rồi phương trình bất di bất dịch vẫn là R2 bình trên R1 bình chính là bằng chỉ đối Q2 trên Q gì? Q1, chỉ đối Q2 trên Q1. Q2 trên Q1 trong trường hợp này là bằng 4 phần 9 là 4 phần 36. Chính là bằng 1 phần gì luôn nhỉ? 1 phần 9. Đúng không? Từ hệ này chúng ta suy ra nào? Suy ra được tìm thằng nào đi nhỉ? À, bây giờ chúng ta đáp số là A rồi đúng không? Chúng ta tìm cách A một đoạn, đó là tìm R1. Thì chúng ta sẽ có đây. R2 sẽ bằng 100 trừ R1, như vậy 100 này trừ đi R1 tất cả bình trên R1 bình phương sẽ bằng 1 phần mấy? 1 phần 9. Và ở đây thầy nhìn thấy đáp án rồi là 75. Thì chúng ta suy ra được R1 chính là bằng 75 cm. 75 thì suy ra được R2 chính là bằng mấy? Bằng 25 cm đúng không? 25 cm. Như vậy là trong các tình huống cho dù cùng dấu hay là trái dấu thì các bạn chú ý sơ cho thầy là cái điểm M bao giờ nó cũng gần điện tích nhỏ hơn. Gần đúng không? Gần điện tích độ lớn nhỏ. Đấy,
cho dù là cùng dấu hay trái dấu thì nó gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Cùng dấu hay trái dấu thì nó chỉ khẳng định là ở trong hay ở gì thôi, ở ngoài. Thì nhắc lại là cùng dấu thì là ở trong đoạn AB, trái dấu thì ngoài đoạn AB, gần điện tích nhỏ hơn. Đấy, đấy là câu số 3. Như vậy câu số 3 thì chọn sẵn đáp án rồi đúng không? Chúng ta có đáp án A. Bây giờ chúng ta sang một cái tình huống khác, một cái bài toán khác, bài toán số 4. Đó là 0,2 điện tích nữa. Vậy hai điện tích chúng ta nhớ hai tình huống và giải quyết một cách dễ dàng là đúng không? Bây giờ đến câu số 4 là cho hình vuông ABCD tại A và C. Đặt các điện tích là Q1 này, Q3 bằng Q. Hỏi phải đặt tại B1 điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường tại D bằng 0. Đây, thầy mô tả đây rồi. A, B, C, D. Cái này là chúng ta chưa biết này. Chốc nữa thầy sẽ lý giải. Ở đây thầy có hướng dẫn luôn cho các bạn cho nó nhanh. Hướng dẫn luôn cho các bạn giải cho nó nhanh. Thầy sẽ phân tích để các bạn hiểu hơn. Đầu tiên là chúng ta có EG đúng không? EG bằng 0. EG bằng 0. Mà ở đây chúng ta sẽ có, người ta hỏi là đặt tại B1 điện tích bao nhiêu? Thì chúng ta đặt quy ước là đặt tại B điện tích quy gì đi? Q2. Như vậy khi mà đặt tại B1 điện tích Q2 thì EG sẽ là gì? EG sẽ là E1 cộng này, E2 cộng E gì? E3. Tức là tại D sẽ là cường độ điện trường tổng hợp do 3 điện tích Q1, Q2 và Q3 gây ra, đúng không? Vấn đề là chúng ta đã biết trước cái gì rồi? Biết trước Q1 và Q gì rồi? Q3. Như vậy là chúng ta có thể suy ra được Q1, Q3 rồi thì chúng ta đặt là E gì đi nhỉ? 1, 3 sẽ bằng trừ E gì? E2. E1, 3 bằng trừ E2. Đấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm cái này trước, tìm cái E1, 3 trước, đúng không? Tìm E1, 3 trước rồi từ đó suy ra E gì? E2. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm. Đây, E1, E2, E3 là cường độ điện trường do Q1, Q2 gây ra tại D. Cường độ điện trường tổng hợp rồi, ok. Vì để cường độ điện trường tại D triệt tiêu EG bằng 0, Q1 bằng Q3 và đây là hình vuông E1 bằng 3. Đây chúng ta tổng hợp được hai vector này. Đây chính là E13 này. Đúng không? E13. Đây là E1. Đây là E3. Chú ý rằng điện tích Q1 dương cho nên là điểm đặt của E1 sẽ là tại D, còn chiều là hướng xa Q1. Q3 cũng dương là chiều hướng ra xa. Và vì hai cái thằng này bằng nhau này. Em chú ý hai thằng này bằng nhau nhé. Cho nên E3 sẽ là phân gì? E1 3 là phân giác. Đúng không? Phân giác tổng hợp hai vector bằng nhau thì vector tổng sẽ là phân giác của góc hợp bởi hai vector. Như vậy cái thằng này sẽ là mấy, bằng 4 gì nhỉ? Đây là hình vuông, cái thằng này sẽ là 45 độ này. Đấy, 45 độ. Các bạn chú ý đây là hình vuông này. 45 độ nhá. Thế là chúng ta sẽ có E13. E13 là cái này hướng dẫn nhanh thôi đúng không? E13 sẽ bằng căn 2 của E1. Căn 2. Đường chéo của hình vuông mà. Đấy, như vậy là nó sẽ bằng căn 2K chỉ đối Q trên A bình. A là cạnh của hình vuông, đúng không? A là cạnh của hình vuông. Đây, để EG bằng 0 thì bằng vector 0 thì E2 cùng phương ngược chiều E13, E2 bằng E13. Thế thì các bạn chú ý rằng là E13 đang hướng như này. Thì để nó ngược chiều thì buộc Q2 phải gì? Q2 phải âm. Âm thì nó mới tạo ra vector hướng về nó thì mới ngược chiều với E13 được đúng không? E2. Như vậy Q2 phải là âm nè đúng không? Q2 âm. Đây, vì E2 cùng phương ngược chiều với E13 nên Q2
Q2 phải âm, tức là cái này nhỏ hơn không, kéo lại. Vì điện tích Q của chúng ta là đặt các điện tích, à trong trường hợp này chúng ta giả sử rằng điện tích Q là lớn hơn gì nhỉ? Lớn không này, không mất tính tổng quát đâu nhé. Đấy. Thì chúng ta được cái tình huống này, tóm lại là Q2 chỉ cần trái dấu với gì thôi. Q2 này và Q là trái gì? Trái dấu. Là trái dấu là được. Tức là nếu Q2 dương thì Q âm, còn Q âm thì Q2 lại dương. Hai thằng này trái dấu. Đây chúng ta đang giả tưởng rằng là các điện tích dương, vẽ trong tình huống các điện tích dương đúng không? Còn về mặt độ lớn thì chúng ta suy ra được từ công thức này, về mặt độ lớn chúng ta suy ra cái này. Như vậy là trong trường hợp có 3 vector, à 3 điện tích thì chúng ta cứ tìm vector tổng hợp của hai điện tích rồi suy ra rằng vector còn lại phải gì? Cùng phương ngược chiều và có độ lớn bằng cái vector tổng hợp của hai điện tích. Đấy, cách thức giải quyết các bài toán mà có từ hai điện tích, ba điện tích trở lên. Ba điện tích trở lên. Đấy là một số bài toán mà thầy sẽ cấp thêm cho các bạn một số bài tập để các bạn luyện cho nó nhuyễn.